Bò khô, hôm nay chia sẻ với bà con về việc bò khô. Khô bò nó không tốt gì cả. Bởi vì trong quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, thịt bò khô nó chứa nhiều vi khuẩn Escherichia, làm cho tiêu chảy, mắc các bệnh về đường ruột, nhiễm khuẩn toilet, tosolet, đó cao, nó có hại cho bà bầu. Thai nhi nên tuyệt đối không ăn tẩm ướp hóa chất lung tung độc hại, tẩm trong hành thê không nên ăn. Người huyết áp cao, bệnh tim, bệnh thận, lượng mỡ trong máu cao, vì ngoại giao còn phải tiếp khách thì ăn không quá 100 gram một ngày nha bà con, ăn không quá 100 gram một ngày một bữa ăn, còn linh tinh quá thì khó nói lắm, nguy hại cho sức khỏe. Nhiều quá thôi ta cố gắng ta ăn thứ khác, bà con suy nghĩ lại để tốt cho sức khỏe của mình. Không ăn bò khô, ai ăn là có hại, bởi vì bò khô là ai ăn cũng có hại hết. Quá trình chế biến chắc chắn là không đảm bảo vệ sinh, phơi lung tung, thịt bò khô chứa nhiều vi khuẩn Escherichia, làm cho tiêu chảy, mắc các bệnh về đường ruột, nhiễm khuẩn tosolensmivirus cao, nó hại cho bà bầu, nó hại cho thai nhi, nên tuyệt đối không ăn. Tẩm ướp hóa chất lung tung độc hại, tẩm hành thê, ngâm hành thê không nên ăn cho người huyết áp cao, bệnh tim, bệnh thận, lượng mỡ trong máu cao. Nếu vì ngoại giao cần tiếp khách thì ta chỉ cần 100 gram một bữa ăn trong một ngày. Nó linh tinh quá, khó nói quá, nguy hại sức khỏe nhiều quá. Thôi, bà con hãy thu xếp ăn những thứ khác đi bà con, tiếp khách khác nha bà con. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chào, nào nào.